Thưa các bạn, ngoài 40 tuổi có tài sản lớn và một cái công việc bình thường và cảm thấy rằng là nhiều khi là nhàm chán như vậy thì các bạn có quyết định nghỉ hưu hay không? Thì ngày hôm nay tôi và anh Tuấn sẽ chúng ta cùng chia sẻ với nhau một cái góc nhìn. Cái chủ đề ngày hôm nay từ đâu mà ra thì ở trên nhóm cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, Việt Nam Wealth Advisor, VWA, có một bài chia sẻ và đặt cái câu hỏi để mọi người có thể đưa những ý kiến như sau. Thứ nhất là vợ chồng mình là 48 tuổi, có con trai là 25 tuổi, có khả năng tự lập rồi, thu nhập thụ động là 100 triệu một tháng, tài sản bất động sản khoảng 40 tỷ, không nợ. Mình có nên nghỉ công việc nhẹ nhàng nhưng mất nhiều thời gian hiện tại với thu nhập là 30 triệu một tháng để làm những việc mình thích hay không? Mình chỉ sợ là sau khi nghỉ được một thời gian thì làm được những việc mà trước đây ước ao rồi thì mình sẽ có cuộc sống nhàm chán vì không có áp lực. Mình sẽ mất được động lực trong cuộc sống và thèm làm việc để tái hòa nhập với xã hội bên ngoài. Và cái câu hỏi của chị đấy thể hiện cái sự phân vân. Chị cũng phân vân rằng là cuối cùng mục đích kiếm tiền của mình để làm gì khi thời gian trôi qua rất nhanh, mình không nghỉ cứ làm hoài như vậy thì đến không biết là đến khi nào có thể thực hiện được các cái mong muốn của mình. Thế thì cái bài này được nhận được rất nhiều ý kiến anh Tuấn, và tôi nhìn thấy rằng là những cái bài viết về chuyên môn đầu tư ấy thì chắc là đợt này thị trường xuống nên là cũng rất ít tương tác, nhưng những cái bài viết về tài chính cá nhân cụ thể như bài này thì có đến 722 người like và 261 bình luận với những bình luận rất là trái chiều. Thì anh Long có muốn tôi chia sẻ một số các cái bình luận trái chiều không? Vâng, anh xem thử xem là xem các ở đây tôi thấy là các bạn trẻ bình luận rất nhiều, và chắc là nó sẽ chia ra thành hai nhóm. Những cái người mà tôi nghĩ rằng là còn trẻ và thiếu kinh nghiệm thì sẽ thường hay có một cái tâm lý rằng là đã đạt đến từng này tiền rồi, hoặc là đến tầm tuổi này rồi mà tại sao vẫn còn hỏi những câu cơ bản như vậy, liệu có phải đây là những mấy ông ad là đưa lên để câu view câu like hay không. Thì đấy là một cái quan điểm. Cái quan điểm thứ hai là một số người đã từng trải qua những cái vấn đề này rồi thì có những cái lời khuyên rất là cụ thể, đó là chúng ta cũng có thể nghỉ gián đoạn một thời gian để xem thực sự chúng ta thích gì, hoặc là chúng ta tìm một cái thú vui và chúng ta có thể thử trong cái thời gian 3 tháng, 6 tháng đến 1 năm. Thế thì quan điểm của tôi thì tôi có thể lấy từ chính bản thân mình ra, từ chính tôi cũng như các khách hàng của tôi, là những cái tình trạng này đó là mọi người phải phân biệt rất là rõ ràng giữa cái việc là có tiền và một cái là có một cái cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tôi cũng có trả lời cho chị đó là cái vấn đề này nó không nằm ở cái vấn đề có tiền hay không có tiền, vấn đề nó sẽ nằm ở hiểu về tài chính cá nhân hay là không hiểu về tài chính cá nhân anh Long. Câu chuyện đặt ra là nếu như mỗi người trong chúng ta đều có cái phương pháp tài chính cá nhân cho bản thân và có cái kế hoạch cụ thể thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời những câu hỏi như này, đúng không ạ? Và ở đây là câu chuyện là chúng ta có tiền hay là cụ thể trong trường hợp này là gia đình chị ý cũng có một cái lượng tiền mà tôi nghĩ rằng là ở cái độ tuổi đó là cũng là thuộc loại khá trở lên rồi đấy. Và thế nhưng luôn cảm thấy phân vân vì băn khoăn, bởi vì là không biết quyết định như thế nào. Và cái đó nó sẽ khiến đâu đó mình lại có một chút bận tâm. Và mình chút bận tâm băn khoăn. Thực ra thì 100 triệu thu nhập thụ động chắc là tiền cho thuê hoặc là cổ chị tức. Chị có nói là chị tiền cho thuê căn nhà. Cho thuê căn nhà, cổ tức này. Rồi thu nhập 30 triệu một tháng, nhưng mà cái công việc nó chiếm quá nhiều thời gian. Quá nhiều thời gian. Quá nhiều thời gian. Cho nên là khá là băn khoăn. Nhưng thực ra những cái con số này tôi thấy là các bạn ấy comment thì thường là một số bạn trẻ thì thấy bảo con số này rất kinh, nhưng mà thực ra ở cái tuổi đó con số này cũng không phải là gì. Nó quá ghê gớm. Nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải hoạch định những cái con số đó như thế nào và đưa ra được các cái kế hoạch cụ thể. Nếu như chúng ta muốn nghỉ hưu thì cũng phải nghỉ hưu thì chúng ta làm gì? Là những cái mà chị nói rất hay, tức là có những cái việc mà mình muốn thực hiện mà mãi mãi không thực hiện được. Vậy tôi đã từng ở cái tâm lý này, tôi cũng đã từng chia sẻ rất nhiều với anh Long cũng như là với những học viên của chương trình về quản lý tài chính cá nhân và tài sản đầu tư rồi. Đó là đôi khi chúng ta đến một cái độ tuổi mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta hơi sợ hãi một chút khi mà chúng ta thay đổi. Tại vì sao? Tại vì với công việc cũ có thể là nhàm chán nhưng mà nó sẽ mang lại cái thu nhập khá là ổn định. Nhưng mà trong lòng của chúng ta rất là muốn thay đổi và chúng ta biết là chúng ta phải thay đổi, nhưng mà chúng ta cũng
ở ở một cái nó gọi là cái bẫy trung lưu à, hay là như cái gì đó, là chúng ta vẫn cứ ở yên ở đó, và nếu mà chúng ta không có cái sự bứt phá thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục làm công việc cũ và chúng ta nuối tiếc. Thế thì bản thân tôi cũng đã trải qua cái vấn đề đó, và tôi cũng muốn rất là chia sẻ với các bạn, tại vì nếu như chúng ta không có một cái bảng cân đối tài sản, trước đây thì tôi cũng không quy hoạch được gọn gàng như bây giờ đâu. Tuy nhiên rằng là tôi nghe câu chuyện ở đây thì tôi thấy có hai vấn đề Long. Vấn đề đầu tiên đó là về mặt chi phí thì có vẻ như là không không phải chi tiêu gì nhiều, tại vì con trai cũng 25 tuổi tự lập. Tuy nhiên thì thu nhập 130 triệu nhưng cũng không nói rõ chi phí một tháng là bao nhiêu, cũng như là chị cũng không nắm rõ rằng là nếu mà chị có nghỉ làm ấy thì cái chi phí của chị sẽ là bao nhiêu. Chính vì vậy nên là có thể là vẫn còn đấn đá. Thế còn cái tài sản, tuy là cái con số khá là lớn, ở đây là tài sản chỉ ghi mỗi rằng là Bất tài động sản từ sản. bất động sản, thì có nghĩa rằng là không biết là cái phần tài sản tài chính, cái vốn nó rất là thanh khoản hoặc là cần để khi chúng ta phục vụ cho những cái nhu cầu cuộc sống thì đã làm rõ ràng hay chưa. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này nó thuộc về phạm vi tài chính cá nhân, và cụ thể ở đây là chưa có một cái bảng cân đối tài chính. À, phải xây ra được một cái bảng cân đối tài sản và cân đối dòng tiền một cách rõ ràng, đúng không? Thì chúng ta sẽ dễ dàng quyết định được thôi. Ở đây một số comment này. Như anh Tuấn nói là hơi trẻ một chút và hơi tiêu cực một chút. Một tháng kiếm được 100 triệu, tài sản 40 tỷ mà còn lên đây hỏi à? À, cái chuyện hỏi là bình thường thôi ạ. Vì sao? Vì là mỗi người mỗi nghề, Đúng mỗi rồi. người mỗi nghề, và khi các anh chị đó làm cái nghề chính của mình mà có tích lũy được một cái lượng tài sản thì cần hoạch định. Đấy, giống như tôi và anh Tuấn vừa chia sẻ là cần phải xây cho mình cái bảng cân đối tài sản và cân đối dòng tiền. Khi chúng ta có cái bảng cân đối tài sản và cân đối dòng tiền thì chúng ta hoạch định rất là rõ và chúng ta biết được rất dễ dàng câu chuyện là chúng ta tiếp tục làm việc hay là chúng ta có thể gọi là nghỉ và chúng ta đi làm những cái việc mình muốn. Bây giờ tôi hỏi anh Tuấn cũng ngoài 40 tuổi, bốn mấy rồi, tài sản thì cũng có rồi. Đấy, giả sử như là bây giờ có thu nhập thụ động cũng tốt. Đấy, thì anh Tuấn có nghỉ hưu không anh Tuấn? Tôi nghĩ rằng là như thế này, cái vấn đề này tôi gặp rất là nhiều, thậm chí là một số người thì hay đồng nghĩa cái việc là nghỉ hưu hoặc là làm việc với cái sự không ưa thích. Quan điểm của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thứ nhất là tôi tách biệt cái việc tự do tài chính với cả việc không làm việc. Chúng ta luôn luôn đang ở trong, tôi thấy trong tâm thế rằng là ôi tôi chỉ muốn nghỉ hưu thôi, không phải làm việc nữa nếu tôi có đủ tiền. Thế tôi có hay hỏi bạn tôi là thế bao nhiêu thì là đủ, thì không ai trả lời được cho tôi bao nhiêu là đủ cả anh Long. Thế thì ở đây chúng ta cần phải tách biệt việc rất là rõ khi nào chúng ta đủ tiền và khi nào mà chúng ta không muốn làm việc, là hai việc khác nhau. Thứ nhất thì về trường hợp của tôi thì tôi lúc nào cũng muốn làm việc. Thế chính vì vậy nên là có tiền hay không có tiền thì tôi vẫn làm việc như bình thường. Thế thì trả lời cho câu hỏi của anh thì tôi muốn tách rời hai cái việc ra, việc đạt cái trạng thái tự do với tài chính khác biệt với cái việc nghỉ việc, không làm việc nữa hoặc là nghỉ hưu. Tại vì chúng ta nghĩ về nghỉ hưu và chúng ta thích vậy thôi. Chứ tôi đã từng trải qua một cái giai đoạn 1 năm không làm gì rồi. Và khi mình không làm gì, mình ở trong một cái trạng thái không làm việc và nhìn thấy bạn bè mình, tại vì làm việc nó không chỉ mang lại tiền, nó sẽ mang lại rất là nhiều thứ khác, mà chúng ta có những cái mối quan hệ xã hội này, chúng ta có thể giao tiếp được nhiều người hơn này, và chúng ta tiếp xúc với nhiều điều mới và hứng thú hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái việc rằng là cái công việc nó chưa phù hợp thôi, chứ À. không phải là chị này thực sự muốn nghỉ hưu. Ở độ tuổi 40 người gọi là độ tuổi vàng đúng không anh Tuấn? Đấy. Tiếng Anh là prime time. Ở độ tuổi vàng là chúng ta có đầy đủ cả kinh tế này, quan hệ này, sức khỏe vẫn còn tốt này, kinh nghiệm này, kiến thức này, rất nhiều thứ để chúng ta có thể phát triển. Câu chuyện là chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào cho hợp lý. Ở đây tôi thấy có một cái comment của một bạn là rất là hay này, Lợn Ngọc Phụng. Này, con chào cô, là con là chuyên gia lập kế hoạch tài chính cấp độ 1 của VWA. Con xin chia sẻ một chút về chuyên môn có thể hy vọng giúp được cô này. Khi thu nhập thụ động của cô và chú đã lấp được chi phí tiêu chuẩn cao, con chưa kết luận cô đã tự do tài chính hay chưa vì cần thêm nhiều thông số để xác định. À, bạn này nói rất là hay, Đúng đúng không rồi. ạ? Vì chúng ta thấy rằng là có tài sản gần đó, thu nhập thụ động gần đó nhưng mà chi tiêu rồi nhu cầu, đúng không? Đấy, bước tiếp theo là cô nên cứ làm việc khi đến tự do tài chính xây dựng quỹ dự phòng tài chính. À, cái bạn bạn này đúng là có học có khác. Sau đó thì lập kế hoạch hưu trí cho cả cô và chú bằng cách cơ cấu tài sản đầu tư làm sao sinh ra thu nhập thụ động đủ tốt. Ok, Tôi có cái này rất vừa hay, có nghĩa rằng là bạn ấy hướng đến cái chuyện đầu tư đúng không ạ?
Ở đây thì thực ra thì cũng có thể là hơi tính toán một chút, thì chia sẻ cái công thức để cho mọi người có thể tính được. Đơn giản thôi, nếu như là ở đây là thu nhập 130 triệu, được không ạ? Thụ động là 100, còn 30 triệu là phải đi làm. Là 30 triệu và đi làm là tổng là 130 triệu. Mà giả định là cái mức chi tiêu khoảng một nửa thế có được không anh Long? Cũng ok đấy. 65 triệu, 65 triệu. Thì như vậy là một năm thì chúng ta sẽ phải có độ khoảng 780 triệu. 780 triệu để chi tiêu thì tôi sẽ thử ấn ở đây. 780 triệu với cái danh mục đầu tư của chúng ta độ khoảng anh Long có cái máy tính ở điện thoại ấn giúp tôi được không? Đã. Vâng. Tôi mở ứng dụng của anh Tuấn nhé, ứng dụng Và Copy để chúng ta có thể lập kế hoạch này được, quản lý cả bảng cân đối tài sản và cân đối dòng tiền trên đó luôn. Vâng, anh cứ tính giúp tôi là 65 triệu nhân 12 này. Đó là... Rồi, Đấy, 780 780. triệu. Và anh cái hiệu suất đầu tư tôi nghĩ rằng là cũng ở cái độ tuổi này cũng lớn tuổi rồi, và hồ sơ rủi ro tôi mặc định là thận trọng đi. Thì với cái hồ sơ rủi ro tôi nghĩ rằng là khoảng 8 hoặc là 10%, 8% đi cho nó cẩn trọng. Anh chia giúp tôi 8%. Không. Vâng, thì như 9 tỷ vậy, 7. vâng, 9 tỷ 7. 9 7 50. Vâng, 9 tỷ 750 triệu, tức là nếu chúng ta có một cái tài sản đầu tư tài chính mang lại chúng ta một cái lợi tức ổn định là 8% thì chúng ta đã cover được toàn bộ cái chi phí của chúng ta rồi. Tất nhiên là với cái độ tuổi về sau thì có thể có thêm cái nhu cầu thì chúng ta lúc đó chúng ta cũng tăng cái tài sản đầu tư của chúng ta lên. Thế thì nếu như mà chị biết rằng là chị chỉ cần 10 tỷ tài sản tài chính này cộng với cả hiện tại là 40 tỷ tiền bất động sản thì tôi nghĩ rằng là nó có một cái mốc, và từ cái mốc đấy chúng ta có thể quy hoạch lại những cái công việc của mình, thậm chí chúng ta có thể cơ cấu cái phần tài sản bất động sản sang phần tài sản tài chính, tại vì chúng ta 40 tỷ bất động sản là chúng ta thừa rồi. Tôi nghĩ rằng là 40 tỷ đó nó sẽ gồm một cái phần cái tài sản tiêu dùng của chị đang ở cộng với cả một cái tài sản đầu tư mang lại cái 100 triệu một tháng. Vâng. Tiếp cái comment của bạn lúc nãy rất là hay. Lúc này là gia đình mình đã an toàn về tài chính. Cô có thể nghỉ công việc cũ và thực hiện ước mơ của mình, thực hiện các cái mục tiêu sứ mệnh của mình, và lúc này là tiến tới hạnh phúc tài chính. Đúng Nhưng rồi. mà bạn ý ý bạn nói là mà phải cơ cấu cái tài sản đầu tư nó rất Vâng. là tốt. Đấy. Về thực tế thì trong chương trình Wealth Intelligence thì chúng tôi có xây trong cái nội dung nó có một cái mô hình gọi là mô hình chữ V kép, nó là Vâng. liên hệ giữa tài chính với lại cuộc sống. Chính xác. Đó, chữ V kép là nó xuống này, lên này, xuống, lên. Vâng. Đó, cho cả giai đoạn cuộc đời của mình. Làm sao mình xuống rồi thì mình phải lên. Đấy, Vâng. và cuối cùng nó phải lên. Đấy, Vâng. lên là đấy nó là đạt cái mức gọi là tự do hạnh phúc về tài chính nhé. Cái này thì tôi nhớ là mỗi lần hay chia sẻ với học viên thì anh Long hay lấy trường hợp của tôi ra làm ví dụ. Tại vì trước đây thì có thể là cái trạng thái có tiền và trạng thái tự do tài chính hoàn toàn khác nhau. Có thời điểm tôi nghĩ rằng là tôi có tiền nhưng mà tôi không tự do về tài chính, tại vì lúc nào tôi cũng nghĩ đến tiền. Đấy, thế thì khi mà chúng ta có một cái dấu mốc, giả sử như là trước đây tôi biết là tôi chỉ cần 10 tỷ hay là bao nhiêu tỷ thì tôi có thể là tự do tài chính ý, thì tôi đã không chấp nhận thêm nhiều rủi ro. Quan điểm ở đây của bọn tôi ở đây là khi mà chúng ta tách biệt được giữa cái số lượng tiền và số tiền để tự do tài chính, chúng ta biết cái đích của chúng ta cần đến, thì khi chúng ta đạt đến cái đích đấy rồi thì mọi việc còn lại đối với chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng. Về tự do tài chính nó là trạng thái, đúng không Vâng. anh Tuấn? Đấy, nó ở cái trạng thái đỉnh của cái chữ V kép thì nó sẽ giúp chúng ta chủ động và chúng ta thoải mái làm. Ở đây tôi có một cái cuốn sách rất hay, tức là cái di sản của Việt Nam mình là Hang Sơn Đoòng anh Tuấn. Vâng, tôi Đấy, nhớ Hang Sơn là Đoòng. Và giờ này năm ngoái thì tôi có gia đình tôi có cơ hội được trải nghiệm cái tour xuyên Sơn Đoòng, Vâng. là tôi nhớ là 5 ngày 4 đêm ở trong hang, và rất là đẹp, Vâng. rất là khác biệt. Thì ngay cả bản thân mình cũng có những cái trải nghiệm như thế, mình cảm thấy rằng là mình vẫn đi làm việc, Vâng. mình có thu nhập tốt, có tài sản, có kế hoạch, và mình vẫn vẫn có thể có những cái trải nghiệm như thế này. Vâng. Đấy, thì nhiều khi tự do hay là nghỉ hưu không có nghĩa rằng là mình phải dừng lại tất cả những cái việc mình đang làm, mà những cái gì mình cảm thấy có giá trị nhất thì mình làm. Đấy, trong trong đó bao gồm có cả công việc. Và như tôi chẳng hạn, tôi với anh Tuấn chẳng hạn, thì chúng ta còn có trách nhiệm với công ty, trách nhiệm với đội ngũ, và mình cảm thấy cái trách nhiệm đấy là mình thực thi nó, là hoàn thành cái sứ mệnh và mang lại hạnh phúc cho mọi người và cho bản thân mình, Đúng chứ rồi. không phải là cái trách nhiệm đấy là một gánh nặng là mình phải làm việc xong rồi mình không được đi đâu. Đấy, giống như anh Tuấn vừa đi xuyên nửa Việt xong, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là những cái mà mình những cái quan điểm mà mình có Vâng. thể thấy. Nhưng rõ ràng rằng là trong trường hợp của chị có cái câu Kiên hỏi Bình này và thì là gì?
là phải xem lại cái công việc một chút xíu để Và làm sao mình tôi nghĩ có là cái vấn hứng đề thú. là lớn nhất của chị cũng như là rất là nhiều người đó là phải biết về tài chính cá nhân và đừng đồng nghĩa cái việc có tiền với cả có tự do tài chính, tại vì chúng ta phải hiểu cái con số để chúng ta cảm thấy có một trạng thái tự do. Khi mà chúng ta đã hiểu cái con số đấy rồi, hiểu rằng là với cái số lượng tiền đó mà mang lại cái lợi tức đầu tư có thể đảm bảo cho cái chi phí sinh hoạt của chúng ta thì chúng ta rất là tự do. Còn nếu không thì chúng ta có thể có rất nhiều tiền nhưng mà chúng ta vẫn mải miết phải đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm, và đôi khi chúng ta lại có thể là mất cả cái số tiền đấy tại vì chúng ta không biết nó là bao nhiêu cả. Đã, như vậy từ khóa ở đây nó là phải xây được bảng cân đối tài sản và dòng tiền, đúng không? Phải hiểu được rằng là cuộc đời thì có lên có xuống như chữ V kép này, chúng ta phải ở một cái trạng thái phía trên, và cái cuối cùng nó là phải đầu tư, đúng không ạ? Đấy, phải đầu tư rất quan trọng. Nhắc đến đầu tư thì 2 năm vừa rồi thì rất là nhiều người rất hào hứng với đầu tư. Tuy nhiên thị trường năm nay thì tôi nghĩ rằng là cần phải có sự chia sẻ rất là nhiều từ môi trường vĩ mô thế giới, môi trường Việt Nam để chúng ta có thể có một cái bức tranh toàn cảnh về đầu tư. Vâng, thế thì như thường lệ thì cứ mỗi nửa năm chúng tôi lại thực hiện một chương trình gọi là đầu tư gì. Thế đầu năm nay chúng tôi có chương trình đầu tư gì năm 2022 rồi. Thì ngày mai, vào tối ngày mai 8 giờ tối và tối thứ bảy thì chúng tôi sẽ phát chương trình đầu tư gì cuối năm 2022, và rất là mong chờ các bạn theo dõi và đón xem cái buổi Chắc công là chiếu tôi phải này. xin một câu trước khi anh Long dừng lại chương trình, đó là chúng tôi dùng cái từ đầu tư gì. Đầu tư ở đây có nghĩa rằng là chúng ta phải lập kế hoạch tài chính, chúng ta phải có về hiểu về hồ sơ rủi ro thì chúng ta mới đi đầu tư, chứ không phải là chúng tôi đang cổ vũ cho một cái việc rằng là đầu tư gì cuối năm có nghĩa rằng là ngay ngày mai chúng ta lại mang tiền hoặc là vay nợ để chúng ta đi mua một cái gì đó theo những cái lời khuyên ở trên Rồi, xong rồi lướt sóng, xong rồi ba chữ cái, đúng không ạ? và Đấy, đấy thì tôi thì rất là muốn làm rõ cái việc đấy. cái mục đích của chúng tôi nó là cho chúng ta tất cả mọi người cùng một cái trải nghiệm, một cái góc nhìn và cái sự phân tích chuyên sâu của các khách mời, và chúng ta sẽ có những khách mời rất là đặc biệt vào tối ngày mai, và xin mời các bạn đón xem. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình sắp tới.